tham kiến thái tử điện hạ. Không được quỳ, không được quỳ. Sao Thủy Nguyệt Hành, bệ hạ đã giáng cậu ta làm thứ dân, vậy cậu ta không phải là thái tử điện hạ gì hết. Ta là thứ dân hả? Vậy ngươi là gì? Kẻ bề tôi không biết lượng sức, hay là nghịch tặc chim cứu chiếm tổ chim khách? Hiện giờ đại cục do Hùng thị vệ cai quản. Hùng thị vệ, cô thấy thế nào? Thủ hạ nguyện tôn thái tử điện hạ làm tân đế. Nguyện tôn thái tử điện hạ làm tân đế. Không được, không được. Ông nói gì đi? Ông nói gì đi? Tối qua chẳng phải đã nói rồi sao? Đã nói. Thế nhân đều khổ, không thể giải thoát. Thiên cơ tử cho dù có là quốc sư vẫn bị phàm tục làm liên lụy. Đúng là đáng tiếc. Có điều các vị đều là cựu thần của Mẫu Hoàng, tương lai của Sương Thành còn phải trông vào mọi người. Thế nào, các ngươi đều muốn kết cục giống quốc sư hả? Thiên cơ tử tội lớn xấu xa, chết chưa hết tội. Thần nguyện tôn thái tử điện hạ làm tân đế. Thần nguyện tôn thái tử điện hạ làm tân đế. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế.